Xin chào mọi người nhá. Hôm nay tiện của bạn học viên uh, Thoa này đến chỗ mình chơi cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, phần đo áo sơ mi và đo đầm luôn nhá, vì mình thấy rằng mọi người bị sai rất là nhiều. Đây này số đo của bạn Thoa bạn ấy đang gửi cho mình nhá. Là vai bạn ấy đo là tận uh, gì nhỉ? 40 với 41 này, 41. kích cũng tận 40 41. Bây giờ mình sẽ tự đo cho bạn ấy xem là bạn đã sai chỗ nào nhá. Đầu tiên này đo vai này. Đây. Đây các bạn nhìn vai của bạn ấy đây nhá thì cái mỏm uh, mình đã hướng dẫn các bạn rồi là sờ cái mỏm xương ở đây đúng không đó hai cái mỏm xương ở đầu này nhưng mà bạn này thì rất là khó sờ bởi vì sao uh, lượng thịt khá nhiều <laughs> bởi thế thì mình sẽ dùng cách như sau nhá áp tay vào đây này đấy áp tay vào này xong cái chỗ này đấy mình đặt vuông góc thì cái góc thẳng góc vuông này xuống chính là cái đầu để mình đo vai và nếu tiện nhất thì bạn ấy đang mặc một cái áo có cái đường giáp vai rồi thì chúng ta sẽ đo nhưng mà tuy nhiên là cái áo này là vai hơi trễ xuống cái đường vai hơi trễ xuống là chúng ta phải dịch lên Đấy, đây mình sẽ đo nhá đặt thước ở đầu vai này vòng qua rốt sống cổ thứ bảy này được chưa nào đi sang bên này Đấy, tối đa đến tận đây mới là 38 mà không hiểu bạn ấy đo kiểu gì mà lại lên đến tận là gần 41 luôn tiếp theo là đo cái kích lưng kích lưng đây các bạn nhìn này đây là đầu vai này đây là cái gầm lách đây nhá mình sẽ Đấy, cái gầm lách này Các bạn chia đôi cái khoảng này ra Thì nó ra cái phần hạ kích ở đây Được chưa? Thì cái đường kích lưng này nó là vai đi vòng như này Đấy Bây giờ chúng ta sẽ đo kích nhá Đây này, cái khe này chúng ta thẳng lên này Các bạn nhìn thấy cái khe này chưa? Đứng như này cho chị Đây nha, cái khe này nó thẳng lên Đấy, thì cái điểm ở đây sẽ là điểm đo kích lưng nhá Chúng ta đo kích lưng này Đó Kích lưng của bạn ấy 35 Đấy, cách nhau có 3 xăng Vai 38 thì cái kích là 35 Thông thường nó sẽ là như thế Trừ những người nhá Trừ những người béo thì cái u này nó nổi hẳn lên Cái khe này nó ra tít ngoài Thì nó mới vượt qua cái đầu vai Tức là cái cái vai nó phồng ra như này Thì cái đầu vai tít trong mà cái kích nó ở ngoài Nhưng mà phải người đấy rất là béo Bạn ấy thì cũng bình thường thôi Thế mà bạn ấy đo kích tận 41 Nó không hiểu đo như nào Trình thật nằm vân Tiếp theo là ở thân trước nhá Đây cái kích ngực này Kích ngực thì mọi người cũng nhìn đó đây là cái gầm lách này Đây là khoảng đầu vai này Cái khoảng chỗ này, cái điểm giữa từ đây đến đây gọi là hạ kích Được chưa? Mình sẽ đo từ trái qua phải Hay là từ phải qua trái Là sẽ được điểm kích ngực Đây nha Cái phần hõm này, các bạn sờ vào đây nó, nó hõm ở đây này Chúng ta đặt để đo kích ngực ở đây Sang bên này Kích ngực Ủa, có 31 thôi tối đa là 32 Thế mà em đo nào nó thành ba mấy nhỉ? em đo 35, 37 gì đấy 35, 36 gì Ờ Ôi, em đây. đo kiểu gì tài đi <laughs> Đấy không biết đo kiểu gì mà mình đã nhắn đi nhắn lại là mình rất nghi ngờ về cái số đo đấy Mà vẫn cứ khẳng định là đo đúng rồi Khổ thế chứ Đấy Cái đo kích ngực này khá là quan trọng Nếu như mà cái kích ngực này mình thiếu nhá Thì khi mặc lên này Nó sẽ bị rằng vào trong như thế này còn đây là cái áo dáng này là cái áo mà cái độ trễ vai nó ra ngoài này rồi thì cái kích nó mới ra ngoài này Chứ còn áo sơ mi bình thường thì sẽ Ờ, cái kích nó không ra tận ngoài này như này đâu nha đây là áo thun giống như áo mình đang mặc cũng vậy này cái vai nó mình sẽ phải lấy trễ ra hơn so với bình thường được chưa còn áo sơ mi thông thường mà chúng ta may kiểu công sở ấy thì kích nó sẽ phải vào trong vào đúng cái điểm họ mà đây nha mọi người nha rồi còn tất cả các số đó khác thì hầu như là mọi người cũng đo đúng rồi chỉ có riêng phần đó vai đo kích lưng đo kích ngực là mọi người bị mắc thôi đấy cho nên là mọi người ai mà chưa đo được thì chúng ta thực hành đo lại nhá xin chào mọi người